mong muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô nhưng lại áp dụng chính sách thuế phí cao, trong khi thu nhập người dân thấp khiến cho giấc mơ xe ô tô trở nên xa tầm với hơn nữa. Tại buổi họp chính phủ thường kỳ tháng 11/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải lý giải nguyên nhân khiến giá xe ô tô Việt Nam cao, đó là do chi phí sản xuất và thuế phí cao. Đây là hai yếu tố rất quan trọng cấu thành nên giá thành của xe, trong đó thuế phí chiếm tỷ lệ lớn. Như vậy thì có thể khẳng định là giá xe ô tô tại thị trường trong nước cao là do thuế phí quá cao. Hiện tại chỉ 3 khoản thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng đã chiếm từ 40-55% giá bán các mẫu xe có dung tích xi lanh từ 3.0 trở xuống. Chưa kể để được lưu thông, người mua xe còn phải chi thêm 10-12% lệ phí trước bạ và các loại phí khác. Thuế phí cao trong khi thu nhập của phần lớn người dân còn thấp khiến cho nhiều người không thể sở hữu xe ô tô. Vì vậy, quy mô thị trường ô tô Việt Nam rất nhỏ bé, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước của các doanh nghiệp rất thấp. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VMA, hiện chỉ có 11 mẫu xe đạt doanh số bán từ 6.000 chiếc trên một năm trở lên. Mẫu cao nhất là đạt 27.000 chiếc trên một năm. Sản lượng thấp nhất làm chi phí sản xuất tăng, càng đẩy giá xe tăng cao hơn nữa. Đến thời điểm hiện tại, cả nước mới có được hơn 3 triệu xe ô tô các loại, con số này chỉ bằng một nửa so với ô tô tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo như tính toán thì với thu nhập bình quân của người Việt Nam hiện nay là 2.500 đô la Mỹ trên một năm, thì phải sau 7 năm đi làm không chi tiêu gì mới tích góp đủ tiền mua một chiếc xe có giá là tầm 400 triệu đồng. Mơ ước của đa số người dân được đi ô tô giống như các nước khác đến bao giờ mới thành hiện thực? Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết rằng, ngành công nghiệp ô tô hết sức quan trọng đối với đất nước đông dân như Việt Nam. Vấn đề phát triển lĩnh vực này đã được Thủ tướng nhấn mạnh nhiều lần tại các phiên họp của chính phủ. Tuy nhiên, cũng không phải đến bây giờ, Việt Nam mới khao khát phát triển công nghiệp ô tô. Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21, chủ trương phát triển ngành công nghiệp ô tô hùng mạnh đã được đặt ra. Quyết định 177/2004, ngày 5 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010. Tầm nhìn đến năm 2020 đã nêu rõ, công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp rất quan trọng, cần được ưu tiên phát triển để góp phần phục vụ có hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng tiềm lực an ninh quốc phòng của đất nước. Mục tiêu đặt ra là xây dựng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam để đến năm 2020 trở thành một ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, có khả năng đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu thị trường trong nước và tham gia vào thị trường trong khu vực và thế giới. Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng khao khát có ngành công nghiệp xe ô tô phát triển bởi đây là ngành sản xuất có khả năng lan tỏa lớn. Không những thế, đóng góp của ngành này vào kinh tế rất lớn khi tạo ra 10% GDP hàng năm và 10% tổng số việc làm của một quốc gia. Trong khi tầm nhìn vào mục tiêu rất rõ ràng thì chính sách về ô tô lại theo hướng ngược lại khi hạn chế người dân tiếp cận với ô tô. Việc áp các mức thuế phí cao và chồng lên nhau khiến cho giá xe ô tô đắt đỏ hàng đầu thế giới. Ngành công nghiệp xe ô tô muốn phát triển được phải dựa trên quy mô lớn và sự liên kết chặt chẽ với các gia đình. Tức là các gia đình mua nhiều xe sẽ tạo ra sản lượng lớn, từ đó giúp đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng nội địa hóa. Trong suốt giai đoạn năm 2005 đến 2015, do thuế phí cao nên sản lượng xe ô tô thấp, doanh số bán phân khúc xe cá nhân bình quân chỉ đạt là 150.000 chiếc trên một năm. Từ năm 2016 đến nay đã có tăng trưởng nhanh hơn, nhưng cũng chỉ khoảng là 300.000 chiếc trên một năm. Theo các doanh nghiệp, để phát triển mỗi mẫu xe cần đạt sản lượng từ 50.000 chiếc trên một năm trở lên, nhưng đến nay vẫn không có mẫu xe nào đạt tới con số này. Dung lượng thị trường trong nước còn nhỏ nên ngành công nghiệp ô tô chưa đủ các điều kiện để phát triển. Chúng ta chưa có các doanh nghiệp chế tạo ô tô tầm cỡ khu vực và thế giới, không có đầu tàu cho nên rất khó để kéo các toa tàu hướng về phía trước. Công nghiệp ô tô đến nay vẫn chỉ là lắp ráp giản đơn các vật liệu cơ bản để phục vụ cho sản xuất như là thép chế tạo, nhựa, cao su, chất dẻo, không có chủ yếu phải nhập khẩu từ nước ngoài. Ông Bùi Ngọc Huyên, Tổng Giám đốc Vinasuki cho rằng, thuế phí cao đã bóp nghẹt ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hàng chục năm qua, khiến nó không thể lớn lên được. Mẫu xe Mazda 3 2020 với hai biến thể hatchback và sedan, đó là mẫu xe đang được nhiều cánh truyền thông săn đón hiện nay. Gửi đến quý vị những hình ảnh mới nhất của Mazda 3 2020
đã được thực hiện bởi đơn vị truyền thông trong một buổi trải nghiệm vào cuối tháng 8 vừa qua. Xe Mazda 3 2020 thế hệ mới sẽ có vài thay đổi nhỏ so với model cách đây 2 năm. Mazda 3 2020 bổ sung tính năng trợ lái iActiSense cho tất cả bản sedan. Trước đây thì tính năng này chỉ có trên bản sedan đời cao và hatchback, và đây là điểm khác biệt và nổi bật đầu tiên mà nhà Mazda mang đến cho khách hàng. Ở tại khu vực Đông Nam Á, Mazda 3 thế hệ mới đã cập bến tại một số thị trường như là Malaysia, mới đây đó là Philippines và sắp tới là Thái Lan, dự kiến vào cuối tháng 9. Xe Mazda 3 thế hệ mới tại khu vực Đông Nam Á sẽ không bán ra phiên bản lắp ráp động cơ SkyT X 2.0 mới nhất, vì động cơ này chỉ tương thích với nhiên liệu Euro 6. Và hiện tại giá xe Mazda 3 2020 tại thị trường Philippines với 5 phiên bản như sau. Giá xe Mazda 3 2020 bản Sedan Elite 1.5 giá là khoảng 717 triệu đồng Việt Nam. Giá xe Mazda 3 2020 bản Sportback 1.5 giá là 731 triệu đồng Việt Nam. Giá xe Mazda 3 2020 bản Premium Version 2.0 khoảng là 828 triệu đồng Việt Nam. Đối với dòng Mazda 3 2020 bản Sportback Elite, giá là 836 triệu đồng Việt Nam. Mazda 3 2020 bản Speed 2.0 khoảng là 881 triệu đồng Việt Nam. Nói về thiết kế ngoại thất mới mẻ, độc đáo cũng như là sang trọng của dòng xe này so với thế hệ tiền nhiệm thì dòng xe Mazda 3 2020 mang một diện mạo mới bóng bẩy hơn. Khoang cabin được thiết kế đơn giản và tinh tế hơn. Bên cạnh đó là các tùy chọn hệ thống truyền động được cải tiến cũng như là chuyển nhiều công nghệ mới được cập nhật ở trong xe. Bắt đầu ở diện mạo bên ngoài thì dòng xe Mazda 3 2020 nhận được kiểu thiết kế mới mang tính cách mạng của hãng và phần đầu nổi bật với bộ lưới tản nhiệt lớn dạng kim cương được phủ nước sơn đen bóng. Bao bên ngoài đó là đường viền mạ rôm sáng bóng. Cụm đèn pha LED mỏng đặc trưng kéo dài lên tận nắp capo trước. Bên trong bóng đèn dạng thấu kính sắc nét mang đến cho xe dáng vẻ thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Phía sau thì cụm đèn hậu mỏng nằm trên cao một phần gắn vào nắp capo sau. Cánh lướt gió màu đen nhựa cao mang tính khí động học. Bên cản sau mở rộng cùng cặp ống xả và hốc hút gió. Bước sang thế hệ mới, Mazda 3 đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gồng SkyT vì hai cô mới nhẹ hơn, cứng hơn và an toàn hơn người tiền nhiệm của nó. Ngoài ra, hệ thống treo của xe đã được tinh chỉnh lại, sử dụng thanh xoắn ở phía sau, giúp tăng cường khả năng xử lý tốt hơn và đồng thời đem lại sự êm ái hơn trước đây. Nói về nội thất thì bên trong Mazda 3 2020 cũng được nhà sản xuất thiết kế lại tối giản hơn, nhưng cũng không kém phần sang trọng. Dễ dàng nhận thấy nhất đó là bảng điều khiển gần như là không có bất kỳ nút bấm hoặc là nút điều khiển nào ngoài công tắc điều khiển khí hậu tự động hai vùng. Thiết kế cabin của xe Mazda 3 2020 đã được đập đi xây lại mới mẻ và sang trọng hơn trước. Với điều đặc biệt đó là độ dày của cột A được giảm tối ưu. Bảng táp lô được thiết kế đa tầng. Ngay chính giữa đó là màn hình giải trí trung tâm MGD Connect có kích thước là 8,8 inch, có chức năng camera 360 độ, cung cấp hình ảnh rõ nét. Ngoài ra thì Mazda 3 mới còn có màn hình HUD, một trang bị đã có mặt trên phân khúc C phổ thông, trong đó có Toyota Corolla Dash, thế hệ mới sắp ra mắt ở tại thị trường Thái Lan. Ở khu vực bảng điều khiển trung tâm cũng được làm mới nhờ một bộ nút mới và núm xoay được cập nhật để thao tác với hệ thống thông tin giải trí MGD với màn hình kích cỡ là 8,8 inch. Xe Mazda 3 2020 thế hệ mới được bán ra với tổng cộng là 2 phiên bản động cơ xăng SkyT hút khí tự nhiên 1.5 109 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút và moment xoắn là 146 N tại 3.500 vòng trên 1 phút. Đối với dòng máy xe 2.0 151 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút và moment xoắn 200 N tại 4.000 vòng trên 1 phút, sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp SkyT Tri trên cả hai phiên bản 1.5 và 2.0. Nói về trang bị an toàn theo tiêu chuẩn Mazda 3 thì hoàn toàn mới, bao gồm túi khí an toàn, hệ thống chống bó cứng với phân phối lực phanh và hỗ trợ phanh điện tử, kiểm soát lực kéo và ổn định điện tử, giám sát áp suất lốp.
Cảnh báo, chú ý lái xe, kiểm soát đèn pha cao, khe la lùi và cảm biến đỗ xe và bộ chống rung động cơ. Bên cạnh đó, Mazda Bike 20 còn được bổ sung loạt công nghệ tiên tiến khác như là hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo trệch làn đường, hỗ trợ phanh thông minh, giám sát điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau. Khác với Mazda 3 thế hệ cũ, hai biến thể hatchback và sedan của Mazda 3 thế hệ mới gần như là khác nhau hoàn toàn và không có nhiều sự tương đồng về thiết kế hơn trước. Ngôn ngữ thiết kế Coro được áp dụng trên Mazda 3 mới tập trung vào sự sang trọng, thanh lịch và mang một tỷ lệ hài hòa trong thiết kế. Cả hai dòng xe Mazda 3020 và Toyota Corolla thế hệ mới cũng sẽ sớm được ra mắt ở tại Thái Lan vào tháng 9. Aris và Mazda 3 mới đang được nhiều khách Việt sốt ruột chờ đợi về Việt Nam và hiện tại Mazda 3 là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng C ở tại thị trường Việt và chúng ta phải chờ đợi một thời gian để Mazda 3 thế hệ mới được lắp ráp và phân phối ở trong nước.